khán giả của Người Việt TV đến với phần chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay với Nhất Anh và anh Trần Nguyễn Thắng. Nhanh kính chào anh Thắng. Chào Nhất Anh, xin kính chào quý vị khán thính giả. Dạ. Trong dịp này thì anh Thắng sẽ dẫn Nhất Anh và khán giả đi đâu anh Thắng? Tôi cũng có dịp vừa đi khu vực Nam Mỹ về. Dạ. Nhưng mà trong một cái thời điểm mà có lẽ cũng rất là may mắn là được cái thời tiết quá đẹp. Nên ngày hôm nay có lẽ muốn giới thiệu đến quý vị một cái thắng cảnh rất là nổi tiếng ở Nam Mỹ. Nói đến thắng cảnh đó thì người ta nghĩ đến hai đất nước cạnh nhau. Đó là Brazil và Argentina. Vậy thì cái địa điểm này nó sẽ nằm giữa cả hai nước luôn hay sao? Đúng vậy, cái địa điểm này nó nằm giữa phân chia giữa biên giới hai nước, và đây là có một con sông, nó tên là Iguazu River. Yeah. Con sông này là chia ra hai biên giới giữa Brazil và Argentina. Nhưng mà trên đường đi của nó thì chúng ta phải nói đến một cái thắng cảnh hết sức là tuyệt vời, đẹp, hùng vĩ, và có lẽ đây là một dãy thác tôi cho là đẹp nhất trên thế giới, vì cái lý do là cái chiều dài của dãy thác rất là dài. Yeah. Đó là Iguazu Falls. Yeah. Thì thực sự thì trong suốt những cái chương trình của mình á, ít khi nào mình nói tới Nam Mỹ lắm, hình như chỉ có một lần duy nhất mình nói về Peru thôi. Nên là mình phải nói sơ qua Nam Mỹ một chút xíu được không anh Thắng? Đúng. Chúng ta nói đến đơn miền Nam Mỹ đó thì chúng ta đầu tiên chúng ta nghĩ đến ngay cái khu vực sau cái Panama. Yeah. Chắc là ai cũng biết đến Panama, đó là một đất nước mà ngay cái hẻm mà cái giải đất rất là nhỏ nhất của khu vực châu Mỹ, phía trên là Bắc Mỹ, Trung Mỹ, và sau cái Panama thì người ta gọi là Nam Mỹ. Thì Nam Mỹ nó gồm có những đất nước như Colombia, Venezuela, Ecuador, Peru, Bolivia, nhưng đặc biệt là người ta phải nói đến những cái đất nước có những cái thắng cảnh thiên nhiên rất là nổi tiếng, phải nói đến Brazil, sau đó là Argentina và Peru cũng như là Chile. Đó là những đất nước mà có lẽ khi chúng ta đến thăm các khu vực của Nam Mỹ đó, ở đây có những cái thắng cảnh của UNESCO không những là về thiên nhiên mà có những cái thắng cảnh của UNESCO về thế giới văn hóa và kiến trúc của nó nữa. Thì đó là những đất nước mà tôi rất đưa ý kiến là chúng ta đã là nằm trong cái gọi là thế giới du lịch đó, mà chúng ta nên đi những cái thắng cảnh đó. Trước khi mình đi vô sâu cái thắng cảnh ngày hôm nay, khi mình đi tới thì cái thời tiết chung chung ở Nam Mỹ thì như thế nào anh? Thời tiết của Nam Mỹ thì chúng ta để ý là Nam Mỹ nó thuộc về phía Nam bán cầu. Mà thời tiết của phía Nam bán cầu lúc nào cũng ngược chiều với cái thời tiết của Bắc bán cầu của chúng ta. Chẳng hạn chúng ta là mùa đông thì bên kia sẽ là mùa hè. Bên kia của chúng ta là mùa xuân thì bên kia sẽ là mùa thu. Của chúng ta là mùa hè thì bên kia sẽ là mùa đông. Và đó là cái điểm mà chúng ta nên chú ý khi đi du lịch. Và mỗi một cái mùa của nó dĩ nhiên nó có những cái khác nhau. Tuy nhiên thì Nam Mỹ, nói đến xứ sở của Brazil thì nó cũng chia ra nhiều. Tại vì Brazil là một đất nước rất là lớn. Cái diện tích nó chiếm từ Bắc xuống Nam không phải là nhỏ nữa, mà thành ra cái thời tiết của khí hậu phía Bắc của Amazon đó, nó sẽ khác hẳn với cái phía Nam của Brazil. Chúng ta phải để ý những cái chuyện đó nữa. Và một cái thắng cảnh nãy vừa nói chuyện với Nhất Anh đó, thì đó là Iguazu Falls. Cái thác, dãy thác Iguazu. Và đây là một cái dãy thác mà như tôi có dịp mà nói lúc trước đó, tôi cho là đẹp và hùng vĩ, nổi tiếng trên thế giới. Vậy thì cái dãy thác đó nó nằm cả hai đất nước luôn hay là nó nằm cả hai đất nước? Và phải nói thêm một cái dãy thác này đó, tức là vài trăm ngàn năm trước đó, hay cả triệu năm trước, nó đã có những cái trận động đất cũng như cái cấu trúc về đất của cái khu vực này đã bị gọi là sụp lở. Và trong cái chuyện sụp lở của những dãy đất đó thì nó chia ra từng 2-3 tầng lớp đất khác nhau. Thành thử chính vì cái nhờ cái đó mà nó mới tạo ra một cái khu vực thác rất là đẹp. Đẹp là lý do sau khi nó tạo ra 2-3 tầng lớp khác nhau đó, nó có một cái tức là đại khái nó như bậc thang vậy đó. Nó xuống như vậy. Thành thử khi mà bây giờ cái con sông Iguazu nó được tạo ra từ một cái phía bắc và phía đông của bên Brazil đó, thì nó chảy xuống, và khi nó chảy xuống đây thì nó gặp cái khu vực, cái hẻm vực đó, nó trở thành một cái dãy thác. Và dãy thác này là nó là một cái dãy thác là khá lớn, nó dài tới 2.7 cây số. Thành ra đó là một cái dãy thác được cho là dài nhất thế giới nữa. Thế tuy nhiên dãy thác này nó có 3 trường hợp để chúng ta có thể thưởng ngoạn cái sắc đẹp của nó. Một cái sắc đẹp thứ nhất á là mùa khô nó ít nước thì như thế nào, thì chúng ta được chứng kiến những cái gọi cái lớp đất được gọi là như một cái hẻm vực giữa hai đất nước Brazil và Argentina. Tuy nhiên lúc nào cái con sông Iguazu nó vẫn có nước hết, nó không bao giờ cạn cả. Thành thử chúng ta chỉ có vấn đề là cái dãy thác Iguazu đó nhiều nước hay ít nước thôi, hay là quá nhiều nước. Thì đó là 3 trường hợp chúng ta có thể nhìn thấy. Thế tuy nhiên thì cái đẹp nhất mà của cái dãy Iguazu thì tôi nghĩ là nó đẹp nhất là cái mực nước trung bình thôi.
Yeah, có nghĩa là không quá nhiều mà cũng không Không quá ít. quá nhiều cũng không quá ít. Dĩ nhiên nhiều nó có cái đẹp của cái nhiều nước, nhưng mà ít thì nó có cái đẹp của cái ít nước. Nhưng mà nếu chúng ta một cách thi vị hơn hay là thơ mộng hơn thì chúng ta thấy cái chuyện trung bình của cái dãy thác là nó đẹp lắm. Nó đẹp và chẳng hạn như quý vị có thể nhìn qua cái hình ảnh sau lưng của chúng tôi đó. Đó là một cái dãy thác hết sức là đặc biệt. Và cái hình ảnh đó là hình ảnh chúng ta đang đứng ở bên phía Brazil và chúng ta nhìn về cái dãy thác nước nằm bên Argentina. Và đó một cái hình thác như vậy mà quý vị cái hình dung đó, nó kéo dài cả hơn một cái số thì nó không phải đơn giản nữa. Và dĩ nhiên không phải nó kéo dài là nó liên tục kéo dài như vậy, mà nó có lúc nó ngắt đoạn, có những lúc nó bị che khuất bởi những cái gọi là những cái cù lao ở chính giữa con sông. Và khi mà cái cù lao như vậy thì chúng ta chỉ nhìn được một số những thắng cảnh phía bên Argentina thôi. Còn những cái thắng cảnh mà tuyệt vời của nó đó, chúng ta phải qua đến bên Argentina thì chúng ta mới nhìn được. Có nghĩa là dãy thác đó chúng tôi mới nói rằng mình đến xem cái thắng cảnh của nó là mình đứng phía Brazil mình vẫn được nhìn. Nó đẹp lắm, nó phía bên Argentina. Nhưng chúng ta nếu mà chúng ta đến ở bên Argentina thì phía bên Brazil đó nó không có nước đổ xuống. Nhưng mà nó có một tụ điểm, cái đó nó gọi là thác Họng Quỷ. Thì cái thác Họng Quỷ đó là nơi mà đổ sức mạnh nhất và sâu nhất. Nó sâu cả hơn cái thác Niagara Falls ở bên Bắc Mỹ của chúng ta nữa. Thành thử chúng ta thấy nó cũng có cái nét đặc thù riêng của nó. Nhưng mà đặc biệt đó, nếu mà phía bên Argentina đó, chúng ta phải đi thưởng ngoạn cái Iguazu Falls nằm bên phía Argentina. Vì ở phía bên này nó có những cái cù lao mà bên che khuất mà chúng ta không nhìn thấy được từ bên Brazil. Chỉ có ở bên Argentina chúng ta mới nhìn thấy được thôi. Thì đó là một cái dãy thác tôi cho là đẹp mà nằm chia đôi cái biên giới Brazil và Argentina. Vậy thì nhanh mong là anh Thắng sẽ kể tiếp với nhanh thêm nữa trong phần 2 của chương trình. Thế anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã quay lại với phần 2 của chương trình ngày hôm nay, khi mà anh Thắng đang dẫn Nhất Anh và cũng như khán giả đi tới một nơi ở Nam Mỹ, và đó là một cái thác nước nằm giữa Argentina và Brazil. Trong phần 1 thì anh lúc mà nghe anh Thắng giải thích rồi kể lại cái thác đó thì anh liên tưởng tới cái thác mà Niagara Falls ở Bắc Mỹ mà anh Thắng từng kể cho Nhất Anh cũng như khán giả nghe đó. Nhất thì có dịp đến là Niagara Falls bên Bắc Dạ Mỹ chưa? chưa, chỉ nghe anh Thắng kể thôi, nên là anh Thắng nói Thực là sự chúng ta cũng có cơ hội để chúng ta cũng nên đi xem một số những dãy thác, nhất là những cái thác nó nằm rất rất gần mình. Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Trung Mỹ đều có cả. Thế tuy nhiên thì nói đến thác Niagara Falls, đó là một dãy thác rất là hùng vĩ vì nó đổ nước của năm cái ngũ hồ đều đổ xuống cái khu vực Niagara Falls và nó biến thành cái con sông gọi là Ontario phía bên San Lawrence River đó. Thành thử chúng ta thấy là nước của năm ngũ hồ mà đổ về thì kinh khủng lắm, và đó là một cái thác có rất là nhiều lượng nước đổ xuống. Thế tuy nhiên nếu mà nhưng mà cái Niagara Falls nó có một cái tôi cho là nó bị một cái khuyết điểm với cặp mắt của tôi thôi, nó bị đô thị hóa nhiều quá. Thành ra chúng ta tới Niagara Falls chúng ta thấy xung quanh toàn là building, toàn là những dãy lầu cao, chúng ta có thể lên trên một cái tower, chúng ta đứng thưởng ngoạn xuống cái sự hùng vĩ của dãy thác đó đẹp. Nhưng mà đối với tôi cá nhân tôi thì nó trở thành một cái được đô thị hóa nhiều quá. Nhưng khi chúng ta đến với Iguazu Falls thì nó hoàn toàn khác hẳn. Có nghĩa Quý vị có là thể nhìn qua hình ảnh mà chúng tôi gửi đến với những cái video clip đó, chúng ta thấy xung quanh nó hoàn toàn là cây cối. Cái hệ môi trường của và cái hệ sinh thái của cái khu vực này á, được hai chính phủ Brazil lẫn Argentina họ bảo vệ rất là kỹ. Thành ra chúng ta đến đây thì chúng ta thấy dãy thác có vẻ buồn tại vì không có những cái gọi là sống động của một cái đô thị, không có những cái gọi là sầm uất của một cái đô thị. Thế tuy nhiên cái sầm uất của nó không phải là vì đô thị mà nó vì du khách. Du khách đến với Iguazu Falls bây giờ rất là đông và cái số lượng này ngày một tăng. Tại vì cái dãy thác này thực sự nó bị phát triển trong vòng có 30 năm nay thôi. Thành thử chúng ta thấy bây giờ vì cái sự nổi tiếng, vì cái đẹp đẽ, vì cái hùng vĩ của nó, du khách khắp nơi trên thế giới đổ dồn về. Thành thử nếu quý vị có cơ hội để mà đến Nam Mỹ thì chúng ta nên đi. Tại vì Nam Mỹ nhiều cảnh rất là đẹp và Iguazu Falls chỉ là một cái cảnh đẹp trong đó thôi. Nói thêm về cái Iguazu Falls này đó, khi mà chúng ta đến với Iguazu Falls thì nó có nhiều cái activity để chúng ta có thể tham dự trong cái chuyến đi tour đó. Có nghĩa là mình đi từ từ đâu qua đâu để mình tham dự những cái Nếu mà activity đó. Nhất anh muốn đi đến Iguazu Falls nó không có chuyến bay nào bay thẳng tới Iguazu Falls từ Hoa Kỳ của chúng ta. Cũng như ở trên thế giới không có chuyến bay international nào mà bay thẳng đến cả. Chúng ta phải ghé về Rio de Janeiro là một thành phố lớn của Brazil, hoặc chúng ta phải ghé qua thủ đô Buenos Aires của Argentina. Rồi từ hai thành phố đó chúng ta mới đổi chuyến bay để chúng ta bay đến Iguazu.
Yeah. Đó. Thế tuy nhiên thì đây là như tôi trình bày, đây là một cái khu vực đang được phát triển rất là mạnh và du khách đổ về Iwasu Falls rất là đông. Thành thử cho đến bây giờ các thị trấn gần đó đang được phát triển rất là mạnh. Ở bên phía Brazil cũng đang phát triển, người ta xây dựng rất là nhiều hotel và dân tình của Brazil đang đổ về đây, tại vì đây là có lẽ là một nơi tạo ra nhiều công ăn việc làm, nhất là về vấn đề du lịch. Còn bên Argentina thì cũng như vậy. Yeah. Và đặc biệt là đến bên đây, khi mà chúng ta đi thưởng ngoạn ở bên Iwasu Falls đó, quý vị có thể tham dự một cái chuyến gọi là đi cái thuyền gọi là high speed boat. Một cái high speed boat đó, là trên đó một cái thuyền nó chạy chứa được khoảng 40 người. Yeah. Và cái đặc biệt của nó là nó chạy trên con sông River, Iwasu River. Và cái hay và đẹp của nó làm cho mọi người thích thú đó là cái lượn của những cái con thuyền đó. Và nhất là khi mà nó lượn vào gần những cái dãy thác thì chúng ta mới thấy được cái tuyệt vời của nó. Và tiện đây thì chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một cái video clip ngắn thôi. Khi mà đâm vào thác, khi cái thuyền nó chạy vào thác như vậy thì tôi đã cố gắng được quay được một cái video clip là khi mà cái thuyền đâm vào thác thì quý vị thấy như thế nào. Yeah. Cái lượng nước nó đổ xuống như thế nào. Có nghĩa là người mình ướt luôn. Chắc chắn là mình mặc quần áo tắm mà. Yeah. Mình vào đó là mình ướt sạch. Ướt mặc dù mình có dùng poncho để chúng ta che kín người, chúng ta vẫn bị ướt như chuột hết. Yeah. Và đặc biệt nhưng mà cái rất là thích thú nhất anh. Nhất yeah. anh mà đi nhất anh chắc chắn cũng giống như yeah. mọi người. Yeah. Tất cả những phụ nữ đều mặc bikini hoặc là mặc quần áo tắm, cũng như phái nam cũng vậy. Thành thử mọi người đến đó là đi tắm thác chứ không phải gọi là đi làm. Cho vào đi kiểu như là du ngoạn ngồi trên thuyền xong rồi đi lượn không, không. Qua đó. Chúng ta cái thuyền nó sẽ chạy sát vào thác và nó đâm vào những cái ngọn thác nó đổ được xuống như vậy đó. Yeah. Và dĩ nhiên thì cái người lái cái speedboat đó, họ rất là điêu luyện. Thế nên họ đi sát vào đây và lượn theo đúng cái làn nước nó đổ xuống đó. Thành thử chúng ta thích thú lắm. Và đặc biệt họ lượn không phải chỉ có một phía mà lượn là hai ba ngọn thác khác nhau. Thành ra cái người mà ngồi trên thuyền đó thưởng thức được hai ba thắng cảnh khác nhau. Yeah. Nhưng mà đồng thời lúc ta đang ngồi trên sông đó, mình nhìn cái phần dưới của cái river mà nhìn lên thác, chúng ta thấy cái hùng vị khác hẳn. Chúng ta ở trên nhìn xuống. Và cái điểm đó đặc biệt là chỉ có ở bên Argentina, phía ở bên Argentina thì chúng ta mới nhìn được như vậy. Còn chúng ta đi ở bên phía Brazil thôi đó thì hơi uổng là chúng ta không có được tham dự những cái chuyến đi về cái cảm giác mạnh như vậy. Yeah. Nhưng mà thì với một cái tour để mà đi vào thác như vậy đó, nó tạo cho du khách không thể nào quên được cái tâm trạng của mình khi mà ngồi trên thuyền và lao vào ngọn thác, rất là thích thú nhất anh. Nhưng mà cái này phải hỏi Sơn Thắng là ví dụ như những người mà bị say sóng say xe thì người ta có đi được không? Trong đoàn tôi đi thì có một số các chị đã nói là sợ sóng sợ này nọ, nhưng mà sau khi cái chuyện đó đi một cái tour mà high speed boat vào như vậy, hỏi ra bây giờ ai cũng rất thích thú, hỏi đi nữa không đi nữa. Thì yeah. từ đó là một cái cảm giác. Cái đầu tiên đi du lịch thì chúng ta đừng sợ. Yeah. Chúng ta có những cái cảm giác khác nhau khi mới tham dự một cái chuyến activity nào đó. Yeah. Thì đó là một trong những cái điểm mà tôi nghĩ khi chúng ta đi chơi thì chúng ta không có cái gì sợ hãi cả. Tất cả những cái gì họ làm đó, họ đều cái an toàn rất là cao. Thành ra chúng ta không có sợ hãi gì hết. Và Iwasu thì đó là những cái speed boat là một trong những cái activity, hoặc là chúng ta còn được đi thêm với cái xe gọi là giống như xe chạy trong rừng Forerunner đó. Yeah. Chạy trong rừng để chúng ta biết thêm về những cái hệ sinh thái ở bên Argentina và ngủ một đêm ở bên Argentina, ngủ cái hotel ngay bên gần thác để chúng ta đêm nghe thác, hoặc là chúng ta ngồi cũng có thể uống nhấp nháp một ít cà phê, một ly rượu chát, chúng ta ngắm cảnh thiên nhiên của Iwasu Falls, thì tôi nghĩ cái đó là đẹp nhất và đáng đi nhất tới cái thắng cảnh của UNESCO Iwasu Falls. Yeah. Cảm ơn Thắng rất là nhiều và hy vọng trong chương trình sau thì mình sẽ nói tiếp thêm nhiều Nam Mỹ, tại vì Thắng nói Nam Mỹ nhiều cái để đi lắm không anh Thắng? Đúng vậy. Yeah. Nam Mỹ có rất nhiều. Ngoài cái chuyện đó chúng ta có thể đi Machu Picchu. Yeah. Là một trong những cái thắng cảnh đền đá không phải ở đâu cũng có được. Yeah. Và đó là một cái dịp khác chúng tôi trở lại với Machu Picchu. Yeah. Hoặc là Argentina Tango. Yeah. Cảm ơn Thắng và nhanh hẹn Thắng trong chương trình lần sau.